Giữa khuôn viên thoáng mát rộng khoảng 2.600m2 phủ đầy cây xanh, tọa lạc tại số 9 đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là khu lưu niệm mộ phần cụ Phan Châu Trinh, một chí sĩ yêu nước trong lịch sử dân tộc, một đời nặng nợ với ba mục tiêu: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Khu lăng mộ đã tồn tại gần 100 năm nay và là nơi lưu giữ rất nhiều di vật, di bút, tác phẩm của cụ Phan. Là người con của Quảng Nam, nhưng cuộc đời của cụ Phan Châu Trinh lại bôn ba khắp nơi để tìm đường thoát ly cho dân tộc. Trong đó, Sài Gòn sau này là thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi ông hoạt động sôi nổi và sống những ngày cuối đời. Sau mộ là bia đá thân thế và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh do Huỳnh Thúc Kháng soạn thảo ngày 2 tháng 8 năm 1926. Năm 1926, hàng vạn người dân tại Sài Gòn vô cùng tiếc thương tiễn đưa người chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông mất đi đã tạo ra một tác động to lớn cho phong trào yêu nước, thúc đẩy nhiều tầng lớp nhân dân đứng vào hàng ngũ kháng chiến đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Và sau khi ông mất thì mộ phần của ông được an táng tại làng Tân Sơn Nhất, Hạt Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Phan Châu Trinh sinh năm 1872, tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ. Ông quê làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Năm 1900, Phan Châu Trinh đỗ cử nhân. Năm 1901, đỗ phó bản và được bổ làm thừa biện bộ lễ. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, năm 1905, ông Từ Quang cùng các bạn là Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng lên đường vào Nam. Là nhà chí sĩ yêu nước một đời nặng nợ với ba mục tiêu: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong nội dung của cái thư của cái phòng trưng bày này thì gồm có gia phả của gia đình, rồi những hình ảnh, mà đặc biệt là tư tưởng của ông thấu cả một thế kỷ: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Khai dân trí là làm sao ông kêu gọi mọi người từ già đến trẻ, nam nữ đều phải đi học, có học mới tiếp thu được cái khoa học kỹ thuật nước ngoài, mới làm giàu cho đất nước một mình. Còn chấn dân khí là phải tự tin ở sức mình vươn lên, không cầu ngoại viện. Chấn dân khí, hậu dân sinh. Hậu dân sinh là làm kinh tế để mà có tiền để xây dựng trường học, để cho bao nhiêu người đến để mà học, để phát triển về cái trí tuệ của mình. Lịch sử đã chứng minh tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ sau này. Những cá nhân giàu sáng tạo, khát khao đổi mới, cống hiến cho xã hội. Sổ lưu niệm tại khu tưởng niệm cụ Phan Châu Trinh ghi nhận nhiều cảm tưởng của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đội ngũ trí thức, học sinh, nhà nghiên cứu, học giả nước ngoài. Đưa về đây thì gồm có ngôi mộ, đền thờ và phòng trưng bày, thư viện. Ngôi mộ thì đến nay thì được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa mộ Phan Châu Trinh. Đền thờ là cũng mô phỏng theo đền thờ ở Đa Cao, xây dựng giống như vậy. Và cái phòng trưng bày, và đây là thư viện, nay là thư viện cộng đồng. Người nằm xuống nhưng tên người bất tử. Khu lưu niệm mộ cụ Phan Châu Trinh là chứng cứ lịch sử cho các thế hệ sau noi theo và được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1995.